Hôm nay thì anh chia sẻ với SD về cái vận hành của con robot cho khách hàng và test tất cả các hệ thống no loss. Thì hôm vừa rồi chúng ta có PR và các cái mô hình của no loss system với các cái giải pháp no loss và hedging lệnh. Với cái mô hình này thì chúng ta cũng đã test rất là nhiều, vừa mua bán các cái cặp tỷ giá với euro bảng Anh, đặc biệt nó đúng với lại GZ và EZ. Thế thì cái việc nâng cấp của GFX đưa ra cho các khách hàng khiến cho cái con robot này nó khá là thú vị, để chúng ta biết được là các cái tài khoản của khách hàng không thể cháy được và cũng không thể bị bay tài khoản được, khiến cho cái việc GFX đưa ra cho chúng ta những cái quy trình mà có thể kiếm được tiền. Thì cái con VPS này được cài đặt ở các cái hệ thống tài khoản của GFX được cài đặt ở con VPS này, và nó vẫn đang chạy hàng ngày. Thì hôm nay chúng ta vào các cái tài khoản để chúng ta test và đưa ra các cái mô hình để chúng ta xem xét nó và vận hành của nó. Thì bây giờ là cái vận hành của con GFX Hedging System này, đúng không ạ? Với các cái mô hình của GU, EU và EZ, cũng như là theo dõi các cái tỷ lệ Hedging System. Và con robot này đưa ra một cái thuật toán là chúng ta nhìn ở đây, ví dụ các cái tỷ lệ nó sẽ hét lại, đấy là frame không thời gian. Khi mà nó vào lệnh, đúng không ạ, và nó nhìn thấy được các cái tỷ lệ lệnh là thắng, sau đó là nó sẽ hét lại khi ở các đạt cái trạng thái tỷ lệ thua, và nó sẽ tính được cái tổng khối lượng của khối lượng lệnh giữa thua và lệnh thắng. Khi mà nó về đạt hòa thì nó sẽ cắt tổng toàn bộ. Nghĩa là gì? Nghĩa là đầu tiên các lệnh thắng sẽ được take profit trước, khiến cho tỷ lệ lãi ảo đã được nhìn thấy ở trong cái history. Sau đó cái lượng lỗ ở trong tài khoản khi đang giao dịch là sẽ nhìn thấy. Và khi nhìn thấy đấy thì cái co lại của tổng số lỗ, co lại của tổng số lỗ và bình quân giá, nếu trong trường hợp mà về thì lập tức là gì ạ, nó sẽ cắt lệnh, có cái tố, yếu tố tố lệnh ở đây. Cái điều đầu tiên ấy là cái tỷ lệ lãi khi mà đạt được là có dương cộng với lại tỷ lệ chây từ lỗ trở thành hòa hoặc là dương một chút là nó sẽ cắt. Vậy nó sẽ giữ nguyên được cái tỷ lệ trạng thái lãi. Nói như vậy là cái cấu trúc của buy sell nó sẽ như sau. Đầu tiên nó sẽ vào một lệnh buy hoặc một lệnh sell. Sau đó là gì ạ? Nó sẽ vào một cái lệnh sell đối ứng lại. Hai cái lệnh này nó sẽ take profit ở cái lệnh dương. Sau đó chờ cái tỷ lệ sell này nó nhỏ hơn cái tỷ lệ âm, lượng âm nhỏ hơn cái tỷ lệ lãi, lập tức là nó sẽ tự động nó đóng. Trong trường hợp lớn hơn nó sẽ vào một cái lệnh tố và nó sẽ vào, nó sẽ test được cái tỷ lệ lệnh to hơn. Thì đây là cái cách vận hành của no loss system với hai cái trạng thái vừa mua vừa bán. Vừa mua khi đạt trạng thái lãi lập tức là gì ạ, sẽ được đóng lệnh. Vừa mua đạt trạng thái lỗ thì lập tức xuất hiện cái lệnh đối kháng. Do vậy nó sẽ có trạng thái là một lệnh lãi và một lệnh lỗ. Trong trường hợp lệnh lãi đó dương, lập tức là gì ạ, nó sẽ cắt toàn bộ các cái lệnh đi, sao cho đảm bảo cái việc take profit lớn hơn cái số lỗ mà cái con hedging system này nó vận hành. Do vậy tổng cái lãi mà chúng ta test ở các cái trường hợp này sẽ có những cái trường hợp mà chúng ta nhìn thấy được cái tỷ lệ mà đưa ra các cái sự vận hành của robot. Thì hy vọng rằng là các cái trạng thái này sẽ giúp cho chúng ta hiểu được qua các thuật toán của robot no loss system. Thì hedging system là một trong những cái mà để chúng ta đưa ra các cái giải pháp no loss cho khách hàng với tỷ lệ mua và bán rằng co nhau, sau đó đạt tỷ lệ take profit. Thì GFX đưa ra những cái mô hình này để giúp cho nhà đầu tư có một cái tư tưởng về hedging và sử dụng trong cái tài khoản của mình, và nó sẽ an toàn để cho tránh trường hợp bị bay tài khoản. Đặc biệt nó sẽ đúng với lại những cái khách hàng mà lại vừa làm trạng thái IB và quản lý quỹ, sẽ được cái tiền commission và hoa hồng rất là tốt, vừa đảm bảo khách hàng có cái tỷ lệ lãi
đảm bảo tầm 2 đến 5 đến 7% mà chúng tôi đang vận dụng tại GFX. Hãy tư duy về Hedging System cùng với GFX. Mọi thông tin chi tiết thì chúng ta có thể theo dõi Zalo 0987732228 và xin được cảm ơn mọi người.